Nghe đồn đại ca Long mới về mấy món hàng. Để mình xem thử xem ha. Khoan, để mình đọc số điện thoại của đại ca nữa coi. Đây thì nó là một chiếc máy đào ha. Đây, mình đọc cái số điện thoại của ảnh luôn nè. Để anh em nào coi khỏi mất công ấy ha. Số điện thoại là 0913 850 654. 0913 850 654. Nếu mà muốn mua thì cứ alo cho ảnh theo số đó ha. Anh ơi, số 0913 650 mấy? Thôi khỏi đi, mình giỡn chơi với anh mà. Rồi, một chiếc máy đào bánh xích ha. Trời ơi, một rong luôn nè, rêu luôn, ghê. Hiệu gì đây không biết, bên Nhật á, cái này bên Nhật mang về đó. Hiệu gì đây, mấy Nhật nó sơn lại hết. Rồi, con cây máy cắt gì mà đọc vậy ta? Cắt cỏ hả? Có họng phun ra nè, cắt lúa, cắt cỏ đây. À, mới về chiếc máy cày 2006. Trời ơi, một cầu dàn vỏ cực đẹp này nè, mới về đây các bạn nha. Chưa ấy ha. Chưa hề đó, mới vừa về để mình coi đồng hồ nè, sắt đáng nè. Để các bạn xem thử coi người ta có tua không nè. Đây. Thấy không các bạn, thấy không, xe từ bên Nhật lên bãi Nhật về nè. Đừng có nói tua từ Nhật nha. Mới chạy có 362 giờ thành ra vỏ nó cỡ này. Hôm nay mang về rửa ra là ken xà beng luôn. Con này 2006 hả? Ủa, cái máy kia nó độc ghê nha. Nó có cái... Rồi. Trời ơi, chiếc máy xúc này mới là hàng lạ nè. Các bạn thấy bánh xích của nó nè. Bánh xích của nó nè. Xích kiểu dạng ủi ha. Mà cái bánh sau nó to ghê chưa? Thấy không? Con này là Mitsu máy đây nè. Xúc Mitsu cái gì? B... BS3 à, đọc chưa? Xúc bánh xích có làm ủi luôn. Anh, cái chén máy cày kia anh mới lấy á, bánh đồ nó mới ken ha, mới chạy có mấy trăm giờ. Mấy trăm giờ đây hả? Mấy trăm giờ. Để em coi coi mấy trăm. 362 giờ anh. Anh. Ừ. Có 362 giờ à. Bánh luôn mới ken xà beng luôn. Con nào mua cho? Chưa. Chưa hả? Sao tụi nó không mua ta? Trời ơi, cái con này nó độc quá anh. Cái làm ủi còn mới ken hả? Này có vít líp chạy luôn rồi. 25 triệu hả? Không. 25 triệu cái làm á hả? Trên bán cái gì 25 chai? Anh đừng có nói giỡn, người ta trả giá, người ta ấy mất công nha. Bây giờ mấy cây gan bán bao nhiêu anh nói. Chứ anh đừng nói chuyện 25 chai. Chiên cà rỡn bỏ tật đó đi nghe chưa. Còn cà chớn vậy lần sau tôi không có quay trong nữa đâu. Báo cho ông biết trước vậy đó. Cười cái gì? Má rốc. Rồi ok ok. Ô, còn đấu giá đại ca. 8148. Ồ, mà đại ca dạo này mua xe đấu giá luôn mới gớm chứ. Long bữa nay đổi tên rồi. Long đấu giá chứ không còn long ve chai nữa. 1821 giờ. Đây. Con này bán không hay mua về chân chơi anh? Hai mấy mấy động cơ? Mấy mấy? Hai động cơ, hai máy, hai cái máy đúng không? Hai cái máy dầu. Hai cầu. Nếu thích gì bút trước không có thì làm xe rùa chéo kéo lên núi mây tàu vẫn được luôn. Tại nó hai cầu mà. Hai cầu. Ồ, một dàn bánh đồ còn đét đèn đẹp ha. Cái này là hai cái máy trong này chứ không phải là hai một động cơ mà hai máy nha các bạn nha. Hai cái máy, một máy kéo bơm riêng. Một máy là kéo chạy riêng. Đó, hai cái máy luôn.
Đây một chiếc xe rùa nữa. Xe này một máy nè. Trời ơi con. Là ghi giấy luôn. Con này được giá em lấy luôn. Con này chạy 2.775 giờ thì chưa tới cái giờ nó bỏ mà. Xe 3.000 là phải chạy 3.000 giờ. GL32M. Đẹp dữ. Này bên điện ha. Bên điện mix. Bên điện thôi. Con này mới dữ anh. Con này giá chắc hơi bị chát á. Ha. Trăm mấy hả? Kabuto. Đời mới. Render. Cái này động cơ nó mấy mấy anh? Anh ơi. Này động cơ nó mấy mấy? Ba mấy hả? Ồ số nó xài cơ ta. Ba mấy nè. Đâu, ba mấy. Mấy gì mà phải chê luôn. Nổ được chưa? Nổ muốn nổ thì nổ thôi. Bao là chưa đụng bù lon nào hết. Bánh từ bên Nhật về chưa tháo luôn. Nè. Bao giờ nguyên con vậy? Nguyên con à, nhìn cái bánh là chưa tháo. À, không có tháo bù lon ha. Thường thường hàng mà nguyên con gì ít lắm anh nha. Thường tháo rời ra hết á. Ở chỗ nào nữa anh chỉ nha. Mới về đây luôn hả? Một ngàn 281 giờ. Cái này áo rồi nó còn anh? À vậy. Dân ma KE 50. Đây là giá anh đưa ra hai cái đó vậy đó. Năm trăm 41 giờ chạy. Trời. Ít dữ chuẩn đó. Rồi, 140 với lại 150 nha. Ô, lần đầu tiên em mới thấy con xe này. Ha, xe này à. Anh. Gì? Lần đầu tiên mới thấy con xe như vậy. Ha. Độc lạ. Độc lạ luôn. Nhưng mà giờ tôi cái xe này thì là phục vụ cho nông nghiệp. Ha. Mà nó là như thế nào mà? Ha? Tôi nó nói cây lúa à. Cây lúa. Không phải biết phải cây lúa không. Cây lúa. Có nghĩa là nó sẽ bên cái là nó cái dàn bánh nó chạy lên. Nó có thị lực hả? Đâu có thị lực. Hả? Đâu có, nó đổ máy là nó làm việc là. Đây nè, nó có hai cần nó bên cái bánh lên kìa anh. Đó. À, cái xe cắt lúa này nó nghiêng đập luôn kìa. À. Nó lên trên cao rồi nó nghiêng qua nghiêng lại. À vậy hả? Má, để thằng Nhật nó đập ra để nó qua bờ hả? À. Vậy hả? Để khi nào ấy anh test em quay thử coi. Còn cái con này nè. Cái con này mới là độc nè. Hả? Má cái này cũng lên ấy luôn nè. Thì nó lên xuống. Thì em đã nói với anh là nó lên xuống. Lên xuống luôn. Thì nổ máy thì nó sẽ lên xuống tự động đó. Đây nè. Đó. Hả? Bán chưa? Chưa bán. À, hàng độc thiệt chứ. Không cần đem mấy cái đồ tầm 7 tầm mà độc ha. Con này bán nhiêu bán cho em mang về em trưng chơi. Tính tiền Việt Nam 12 chai. 12 triệu hả? Ồ, được rồi chứ. Quá độc rồi chứ. Quá độc mà nó còn mới đét ra này. Mới tuần nè. Cái này là nó vừa bơi trên ruộng luôn. Anh hiểu không? Nhưng mà nó đi cao để đưa qua bờ luôn phải không? Có nghĩa là nó vừa đi luôn á. Có nghĩa là nó vừa đứng được mà nó vừa chạy được mà nó vừa bơi được là. Cái này phải nói là quá mới ha. Đúng rồi, ở đây là dàn phao nè. Dàn phao nè. Nè. Dàn phao để chạy trên ruộng nè, bơi trên ruộng này. Quá độc luôn. À, toàn lấy ba cái đồ tầm 7 tầm 3 mang về. À. Ừ. Quá độc. Chừng nào nổ con đó lên đào phải lan mà còn có. Anh. Chừng nào nổ con đó lên
kêu em ra nha, nhớ kêu quá. À, rồi, rồi, ông mà không kêu là ông chết rồi, ông rồi. Hứa danh gì. Con kia mới về luôn anh, KE 50 á. Dạ. Hai con KE 50 luôn. Nó cho một con. À. Nó bán một con. Bán con. Tính tiền hai con. Thì nghe người ta nói vậy thấy nó cho cái nào chứ chưa giờ thấy nào nó cho cái chặt chưa giờ thấy nó cho. À. 0750. Mới có 750 giờ. Rùa dầu. Rùa dầu. Rùa dầu nè. Rùa mấy dầu nè. Dạo này xăng dầu lên quá nè. Có cái con ủi này nè, hàng mấy tàu lao nè. Ờ. Vừa ủi vừa xúc luôn. Mitsubishi. Bốn máy. Có con này nó mới đét cái nè. Mây đào. Con này xe gì đó? Hinomoto, à con này mới về này. Hinomoto. Để coi chứ coi. Con này chạy 1555 giờ. Con này chứ rửa ráy rồi ra lên là đẹp lắm. Hinomoto. Ôi. Hinomoto 20X. D26F. Mây đào dân ma dân ma IX à, mây đào IX15 IX10F con cây dân ma IB10 xe rùa. Xe xịt Kyoris. Xe đào mưa. Xe răng này. Zenon Sibore. L2802DT. Răng ma. 2008 FD.
anh bán nhiều vậy rồi, anh nhiều xe vậy, anh có nhớ giá không anh? Có khi nào bán nhầm bán rẻ không? Lỗ không? Phải không? Vậy hả? Còn con gặt lúa đẹp quá nè. Cái này bán hay để chân chơi anh? Đề gì mà chạy yếu xìu. Kéo lại, giật ra lại. Rồi. TU-1007. Ôi da. Anh để lâu quá nhớt nó bị khô ở nòng á. B 5.000. Isuzu Isuki Land Hop 145. Trời, mấy xe để vậy chứ còn ngon lắm các bạn à. Đây còn máy này hôm nay đi lên đi xuống cái giò được đây. Đúng rồi, bộ giò lên xuống được. Đúng rồi, lên bờ xuống ruộng được. Rồi, bạn nào muốn mua thì cứ alo cho ông chủ nha. Mến chào các bạn.